Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin y tế ngày 17 tháng 1 do báo sức khỏe và đời sống cơ quan ngôn luận của Bộ Y tế thực hiện. Bản tin hôm nay sẽ có những tin tức đáng chú ý sau đây. Thanh Hóa, hai trẻ suy tim nguy kịch sau khi ăn bim bim cay mua tại tiệm tạp hóa. Thành phố Hồ Chí Minh, hàng loạt học sinh trường tiểu học Nguyễn Hiền đau bụng phải nghỉ học. Gần 10.000 ca tử vong do Covid-19 trong tháng 12 năm 2023, Bộ Y tế khuyến cáo phòng bệnh. Sau chuyến du lịch nước ngoài, người phụ nữ mắc phải bệnh khiến 1,6 triệu người tử vong mỗi năm. Tiêm filler tại spa, thiếu nữ 17 tuổi mất thị lực mắt trái. Bé 2 tuổi ho, nôn ra chết đinh vít phải tiếp tục nội soi gấp thêm một đinh vít nữa trong ruột non. Cứu sống người phụ nữ 62 tuổi bị sốc tim nguy kịch. Bộ y tế xem xét cho học sinh mầm non tiểu học nghỉ nếu không khí ở mức nguy hại 3 ngày liên tục. Nguồn tin từ Ủy ban Nhân dân xã Xuân Sinh, huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa cho biết, khoảng 16 giờ ngày 14 tháng 1, bốn em nhỏ tại thôn Bích Phương, xã Xuân Sinh đến quán tạp hóa sơn phẩm mua một gói bim bim khoai tây và một gói mì cay vòi rồng để ăn. Sau khi ăn, đến 17 giờ cùng ngày, hai em CVT và DTC có dấu hiệu lên cơn co giật, người liệm dần, cấp cứu ngừng tim, rối loạn nhịp tim. Hiện, cơ quan công an và đơn vị chức năng đã vào cuộc điều tra xác minh nguyên nhân. Theo các bác sĩ, CVT nhập viện trong tình trạng hôn mê, da tái, thở yếu, thở ức chế, nhịp tim rối loạn, huyết áp hạ và dao động. Các bác sĩ đã rửa dạ dày, loại bỏ độc chất, cho bệnh nhi uống than hoạt tính, hạn chế hấp thu, truyền dịch thải độc, lọc máu liên tục, thở máy, trợ tim, cấp cứu ngừng tim và rối loạn nhịp tim. DTC nhập viện trong tình trạng hôn mê, hội chứng nặng cấp, rối loạn nhịp tim nặng. Các bác sĩ đã rửa dạ dày, loại bỏ độc chất cho bệnh nhi, cho uống than hoạt tính, hạn chế hấp thu, truyền dịch thải độc. Thông tin nhanh từ phía bệnh viện Nhi Thanh Hóa cho biết, hai bệnh nhi nhập viện vào tối ngày 14 tháng 1 với chẩn đoán hôn mê, hội chứng não cấp, rối loạn nhịp tim nặng, theo dõi ngộ độc không rõ loại. Hiện tại, hai học sinh trong tình trạng hôn mê, thở máy, suy thận, lọc máu liên tục. Phía bệnh viện đã gửi bệnh phẩm giám định độc chất tại trung tâm chống độc bệnh viện Bạch Mai. Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Xuân Sinh, ông Lê Đức Dũng cho biết thêm, sau khi sự việc xảy ra, cơ quan công an đã vào cuộc xác minh, làm rõ nguyên nhân. Đến ngày 16 tháng 1, vẫn chưa thể khẳng định cháu T và cháu C phải nhập viện cấp cứu là do ăn bim bim khoai tây và mì cay vào rồng. Ông Dũng cho biết, sau khi xảy ra vụ hai cháu bé phải cấp cứu trên mạng xã hội đã xuất hiện rất nhiều thông tin cho rằng đã có nạn nhân tử vong sau khi mua đồ ăn vặt ở cổng trường. Tuy nhiên, thông tin này là không chính xác. Một thông tin khác liên quan đến ngộ độc thực phẩm tại trường học. Mới đây, đại diện Phòng Y tế thành phố Thủ Đức cho biết, Hiện đang làm việc với trường tiểu học Nguyễn Hiền, phường An Phú, thành phố Thủ Đức cùng các cơ quan chức năng liên quan để làm rõ vụ hàng chục học sinh xuất hiện triệu chứng bất thường về sức khỏe. Theo thông tin ban đầu, chiều ngày 15 tháng 1, một số em học sinh của trường có dấu hiệu đau bụng, sốt, nôn ói. Sau khi phát hiện nhiều cha mẹ lo trẻ ngộ độc thực phẩm, đã nhanh chóng thông báo cho giáo viên chủ nhiệm cũng như thông tin trong các nhóm liên lạc phụ huynh. Đến sáng ngày 16 tháng 1, trường Nguyễn Hiền ghi nhận khoảng 70 trẻ nghỉ học, trong đó có 24 học sinh được phụ huynh thông báo bị sốt, đau bụng. Theo cập nhật của nhà trường, các trẻ xin nghỉ có từ khối lớp 1 đến khối lớp 5, lớp ít nhất có một trường hợp, lớp nhiều có 10 trường hợp. Sau khi nắm được thông tin về sự việc, phòng y tế thành phố Thủ Đức cùng lãnh đạo nhà trường, hội cha mẹ học sinh cùng các cơ quan chức năng liên quan đã tiến hành điều tra nguyên nhân. Theo đại diện của phòng y tế thành phố Thủ Đức, triệu chứng đau bụng và sốt có thể trùng lặp với nhiều bệnh. Ngoài ra, các trường hợp nói trên không phân bổ đều ở các lớp, nhiều lớp không có trẻ nào gặp bất thường nên chưa đủ cơ sở nghi ngờ là ngộ độc thực phẩm. Dù vậy, cơ quan quản lý y tế đã lấy mẫu thực phẩm lưu ở trường để tiến hành xét nghiệm. Ba đại diện cha mẹ học sinh trường Nguyễn Hiền cũng đã phối hợp với lãnh đạo nhà trường làm việc cùng công an thành phố Thủ Đức, các cơ quan chức năng phường An Phú và thành phố Thủ Đức. Đồng thời đề nghị các phụ huynh tiếp tục theo dõi và báo tình hình sức khỏe của trẻ để trường tiếp tục theo dõi tình hình sức khỏe của học sinh. Ngoài ra, như lưu ý về an toàn dịch tễ của đoàn làm việc, các phụ huynh được đề nghị không mua đồ ăn uống bán hàng rong trước cổng trường để đảm bảo an toàn cho con em. Xử lý dứt điểm việc không được phép bán hàng rong cho cổng trường Nguyễn Hiền sẽ được Ủy ban nhân dân địa phương thực hiện trong thời gian tới. Số liệu từ Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế cho thấy có tới 70 đến 80% thức ăn đường phố, trong đó có quả vật cổng trường, được xác định là bị nhiễm khuẩn như E.coli gây tiêu chảy, bệnh đường ruột. Để bảo vệ sức khỏe cho học sinh, gia đình và nhà trường cần giáo dục trẻ tránh xa các thực phẩm lạ, thực phẩm trôi nổi không rõ nguồn gốc xuất xứ. Phụ huynh nên bố trí cho con ăn uống ở nhà đầy đủ và mang theo các đồ ăn nhẹ để con sử dụng trong giờ nghỉ. Ngoài ra, các cơ quan chức năng cần giải tỏa hàng quán không đủ điều kiện bày bán trước cổng trường, thường xuyên kiểm soát chất lượng thực phẩm tại các điểm bán gần cổng trường. Chiều tối ngày 16 tháng 1, Bộ Y tế Thông tin hiện nay tình hình bệnh truyền nhiễm trên thế giới vẫn đang diễn biến phức tạp, nhất là các bệnh lây qua đường hô hấp. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, trong tháng 12 năm 2023, thế giới ghi nhận gần 10.000 ca tử vong do COVID-19, số ca nhập viện tăng 42% so với tháng 11 năm 2023. Các biến thể mới của SARS-CoV-2 vẫn liên tục biến đổi, hiện biến thể JN1 đã gia tăng nhanh chóng trên phạm vi toàn cầu. Tại Hoa Kỳ, ghi nhận hơn 29.000 ca nhập viện để điều trị COVID-19 trên khắp nước Mỹ từ ngày 17 đến ngày 23 tháng 12 năm 2023, tăng hơn 16% so với tuần trước đó và báo cáo hơn 14.700 ca nhập viện vì mắc cúm trong cùng khoảng thời gian này. Trong nước, tại khu vực miền Bắc vẫn đang trong giai đoạn mùa xuân, thời tiết gió mùa lạnh, hanh khô, sen kẽ, nồm ẩm là nguyên nhân các dịch bệnh truyền nhiễm xuất hiện và lây lan, nhất là bệnh lây qua đường hô hấp. Các bệnh truyền nhiễm khác như sốt xuất huyết, tay chân miệng, và một số bệnh có vaccine dự phòng tiếp tục ghi nhận số mắc gia tăng ở nhiều nơi. Thời gian tới là dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 và mùa lễ hội đầu năm, nhu cầu giao thương, du lịch tăng cao, cùng diễn biến thời tiết thay đổi bất thường là điều kiện thuận lợi cho các tác nhân gây bệnh lây lan, làm gia tăng số mắc, nhất là với trẻ em có sức đề kháng yếu và người cao tuổi có bệnh lý nền, dễ mắc các bệnh truyền nhiễm thực hiện chỉ thị số 01 CTBIT ngày 5 tháng 1 năm 2024 của Bộ Y tế về việc tăng cường công tác y tế, đảm bảo chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Cục Y tế Dự phòng đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố, sớm ban hành kế hoạch phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm năm 2024 và huy động nguồn nhân lực, sự tham gia của các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội đối với công tác phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm nhất là trong thời gian dịp Tết Nguyên đán năm 2024. Cục Y tế Dự phòng cũng chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật và các đơn vị y tế dự phòng trên địa bàn thường xuyên liên tục theo dõi, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên địa bàn. Lưu ý, theo dõi sự gia tăng các trường hợp mắc bệnh lây qua đường hô hấp, các trường hợp viêm phổi nặng do virus. Thông tin từ Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, mới đây đơn vị này đã tiếp nhận điều trị cho một trường hợp bị viêm phổi do phế cầu khuẩn sau khi đi du lịch nước ngoài. Bệnh nhân là chị L 40 tuổi, ngụ tại thành phố Hồ Chí Minh, nhập viện trong tình trạng sốt cao, ho dữ dội và thở khó. Theo lời của bệnh nhân, các biểu hiện này chỉ mới xuất hiện trong 3 ngày trước, thời điểm người phụ nữ trở về Việt Nam từ chuyến du lịch Hàn Quốc. Ngay sau khi được đưa vào khoa cấp cứu, các bác sĩ đã phát hiện bệnh nhân bị viêm phổi do phế cầu khuẩn. Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Huy Luân, trưởng đơn vị Tiêm chủng bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, virus và vi khuẩn có thể xâm nhập vào cơ thể thông qua nhiều con đường khác nhau như đường hô hấp, đường tiêu hóa, đường tình dục hoặc các vector truyền bệnh. Trong đó phổ biến nhất là bệnh do nhiễm trùng đường hô hấp mà điển hình là cúm và phế cầu. Ngoài ra nhiễm khuẩn phế cầu cũng là bệnh lý đường hô hấp gây ra gánh nặng bệnh tật lớn. Theo ước tính trên toàn cầu, có khoảng 600.000 ca nhiễm khuẩn phế cầu với trung bình khoảng 1,6 triệu ca tử vong mỗi năm. Đây cũng là nguyên nhân chính gây ra tình trạng viêm màng não ở trẻ em và người lớn. Việc tiêm vaccine trước khi đi du học hoặc đi du lịch nước ngoài là một sự chuẩn bị quan trọng để bảo vệ bản thân khỏi các bệnh truyền nhiễm tại nơi dự định đến. Vì mỗi quốc gia sẽ có những yếu tố môi trường và y tế khác nhau, đôi khi có những bệnh lây nhiễm mà cơ thể chưa từng tiếp xúc hoặc không có miễn dịch. Thời điểm tốt nhất để tiêm vaccine trước khi đi du học hoặc đi du lịch nước ngoài phụ thuộc vào loại vaccine và yêu cầu cụ thể của điểm đến. Tuy nhiên, một số loại vaccine đòi hỏi đủ liều và thời gian để có đủ kháng thể bảo vệ, do đó nên bắt đầu chuẩn bị sớm và tiêm vaccine ít nhất 4 ngày trước khi khởi hành. Ngoài ra, những người chuẩn bị đi nước ngoài cần cập nhật tình hình dịch bệnh tại khu vực mình sắp đến để có kế hoạch tiêm vaccine đầy đủ theo quy định của nước đó. Mới đây, Công an huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai đã thông tin ban đầu về vụ việc cô gái 17 tuổi đến một cơ sở spa làm đẹp để tiêm filler nhưng gặp phải biến chứng gây mất thị lực một bên mắt. Khoảng 18 giờ ngày 8 tháng 1, chị NHT đến Spa Jury để thực hiện tiêm filler môi cằm mũi. Tại đây, nhân viên cơ sở spa tên HD sinh năm 2001, ngụ xã Phú Bình, huyện Tân Phú, thực hiện tiêm filler cầm môi mũi cho chị T, loại dung dịch được sử dụng tiêm không rõ nguồn gốc. Sau khi tiêm, chị T bắt đầu bị đau đầu, chóng mặt, nôn nó nói. Lúc này nhân viên HT đã tự ý đưa thuốc cho chị T uống và điều trị. Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, chị T được người nhà đưa vào cấp cứu tại bệnh viện trợ rẫy chị T được chẩn đoán mất thị lực mắt trái và hiện tại đang nằm cấp cứu tại bệnh viện chia sẻ về những biến chứng nguy hiểm khi tiêm filler không đúng kỹ thuật thạc sĩ bác sĩ Hoàng Mạnh Ninh trưởng khoa phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ bệnh viện Bưu điện cho biết à, tiêm bằng filler thì các bạn đã thấy có rất nhiều biến chứng đó là hoại tử da đầu mũi thậm chí mù mắt à, bởi vì làm sao chúng ta đã tiêm một cái lượng filler vào trong mũi khi đó thì sẽ tiêm thẳng vào mạch máu và khi đó thì sẽ gây tắc mạch và có rất nhiều trường hợp đã đáng tiếc xảy ra đó là khi mà chúng ta chỉ vừa tiêm vào một lượng xong thì khách hàng đã mặt mặt đã tối thui và không nhìn thấy gì cả và khi đấy là sẽ là bị mù à, đối với filler thì làm cái chất làm đầy cho vùng mặt là chủ yếu với một lượng nhỏ à, được khuyến cáo ở vùng rãnh mũi má ở vùng thái dương ở vùng cằm à, vùng mũi thì cũng có vùng môi nữa vùng mũi thì tương đối ít chỉ định tắc mạch võng mạc sau khi mà đem mà tiêm filler để để cho bệnh nhân mà gây ra mù mắt thì khi những trường hợp đấy thì thông thường sẽ chuyển đến những cái bệnh viện có chuyên khoa có thể can thiệp được và những cái đấy thì để mà tỷ lệ cứu được cái mắt đấy thì cũng không cao. Tiêm filler là biện pháp đơn giản nhẹ nhàng, thời gian nhanh gọn, nghỉ dưỡng ngắn. Tuy nhiên, chị em khi đi làm đẹp cần tìm hiểu kỹ về cơ sở làm đẹp có được cấp phép thực hiện danh mục kỹ thuật tiêm filler hay không, bác sĩ thực hiện thủ thuật có chứng chỉ hành nghề và được đào tạo đúng chuyên môn thủ thuật hay không. Chị em cũng cần quan tâm tới cơ sở vật chất của spa để nếu không may xảy ra biến chứng, người bệnh có thể được cấp cứu kịp thời. Mới đây, bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc đã tiếp nhận và điều trị cho một trường hợp bệnh nhân tự nuốt phải dị vật là một chiếc đinh vít trong lúc chơi tại nhà. Bệnh nhi 2 tuổi ở Vĩnh Phúc từng nuốt dị vật bằng kim loại trong lúc chơi tại nhà, sau đó có biểu hiện ho và nôn ra một chiếc đinh vít. Gia đình đưa trẻ đến trung tâm y tế huyện, các bác sĩ nghi ngờ vẫn còn dị vật khác ở trong đường tiêu hóa của bệnh nhi nên đã chuyển sang bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc để được xử trí. Kết quả thăm khám chụp x quang xác định vị trí dị vật trong đường tiêu hóa. Ngay sau đó, bệnh nhi đã được chuyển tới khoa gây mê hồi sức thực hiện thủ thuật cắt dị vật. Vì bệnh nhi còn rất nhỏ, để quá trình nội soi cấp dị vật được thuận lợi, các bác sĩ đã tiến hành cây mê nội khí quản. Sau 15 phút, ekip nội soi đã gấp thành công vật thể lạ bằng kim loại. Đây được xác định là một chiếc đinh vít dài 2cm từ vị trí ruột non ra khỏi cơ thể của bệnh nhi. Bác sĩ khuyến cáo các gia đình cần tránh để trẻ tiếp xúc chơi với các đồ vật nhỏ sắc nhọn, pin, cúp, bi hay những đồ chơi nhỏ khác, đồng xu, đinh, ốc vít, Ngoài ra cần đảm bảo loại bỏ hết xương khi cho trẻ ăn, nếu phát hiện trẻ nuốt phải dị vật cần đưa trẻ tới cơ sở y tế để thăm khám và điều trị kịp thời. Mới đây, bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh vừa cứu sống nữ bệnh nhân bị viêm cơ tim biến chứng sốc tim, rối loạn nhịp phức tạp, tiên lượng rất nặng bằng kỹ thuật tiên tiến ECMO. Cụ thể, bệnh nhân DTL 62 tuổi trú tại xã Quảng Hà, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh, phát hiện đau đầu nhiều, mệt mỏi, chưa rõ đau ngực sau đó được gia đình đưa vào trung tâm y tế huyện hải hà thăm khám chụp cắt lớp vi tính sọ não kiểm tra tuy nhiên qua thăm khám người bệnh không có bất thường nên được đưa về nhà theo dõi đáng chú ý bà l chưa từng phát hiện bệnh lý mạng tính khi về nhà bà l ngày càng đau đầu dữ dội kèm theo tức ngực và được người nhà chuyển đến cấp cứu tại trung tâm y tế huyện hải hà với kết quả điện tim đồ có tranh ở chuyển đạo trước tim Nhịp tim chậm, block nhĩ thất cấp 3. Lúc này, bệnh nhân được xử trí thuốc tăng nhịp tim, chống đông và kháng tiểu cầu. Đồng thời, các bác sĩ trung tâm y tế liên hệ hội trần từ xa và chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh tiếp tục điều trị. Theo các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh, bệnh nhân vào khoa hồi sức tích cực trong tình trạng tỉnh, khó thở nhiều, vã mồ hôi, da toàn thân tái lạnh, mạch nhanh, không đều, huyết áp thấp. Điện tim đồ có tranh lên ở nhiều chuyển đạo trước tim, loạn nhịp phức tạp, có đoạn nhịp nhanh thất, men tim tăng động học, Bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị sốc tim, theo dõi nhồi máu cơ tim chưa loại trừ viêm cơ tim tối cấp. Sau 8 tuần điều trị tích cực bằng phương pháp hồi sức hiện đại nhất, chức năng tim của bà L dần cải thiện. Chỉ số EF đạt 50%, kiểm soát rối loạn nhịp tim, bệnh nhân tỉnh, ý thức tốt. Hiện sau 2 tuần điều trị, bệnh nhân tự thở tốt, nói chuyện tiếp xúc, ăn uống vận động bình thường. Các trường hợp sốc tim do viêm cơ tim hoặc nhồi máu cơ tim cấp đều diễn biến rất nhanh và phức tạp, nguy cơ tử vong cao. Do đó, việc sử dụng phương pháp ECMOVA, một trong những kỹ thuật cao chuyên sâu và phức tạp nhất trong chuyên ngành hồi sức cấp cứu, đã mang lại nhiều hy vọng cứu chữa hơn cho người bệnh. Mới đây, cục quản lý môi trường y tế khuyến cáo có thể xem xét cho học sinh tiểu học mầm non nghỉ nếu chỉ số chất lượng không khí ở mức nguy hại trong thời gian 3 ngày liên tục. Nếu bắt buộc phải đi học, cần tránh các hoạt động ngoài trời hoặc điều chỉnh thời gian học phù hợp. Theo cục quản lý môi trường y tế, chất lượng không khí và mức độ ảnh hưởng đến sức khỏe con người được đánh giá bằng chỉ số chất lượng không khí AQI. Khi chỉ số chất lượng không khí ở mức nguy hại, AQI ở mức 301 đến 500, Bộ Y tế khuyến cáo đối với người bình thường tránh các hoạt động ngoài trời, chuyển sang hoạt động trong nhà hoặc chuyển sang ngày khác khi chỉ số chất lượng không khí tốt hơn, đóng cửa sổ, cửa ra vào nhà để hạn chế tránh tiếp xúc với các chất ô nhiễm. Đối với những người nhạy cảm, tránh tất cả các hoạt động ngoài trời chuyển sang hoạt động trong nhà, đóng cửa sổ, cửa ra vào nhà để hạn chế tránh tiếp xúc với các chất ô nhiễm. Theo dõi sức khỏe nếu xuất hiện các triệu chứng cấp tính như là khó thở, ho, sốt, cần đến ngay cơ sở y tế để khám và được tư vấn điều trị. Đối với lớp mẫu giáo, nhà trẻ, trường tiểu học, có thể xem xét cho học sinh nghỉ học nếu chỉ số chất lượng không khí ở mức nguy hại trong thời gian 3 ngày liên tục. Để bắt buộc đi học, cần tránh các hoạt động ngoài trời, chuyển sang hoạt động trong nhà hoặc điều chỉnh thời gian học phù hợp trước ảnh hưởng của ô nhiễm không khí người dân cần thường xuyên theo dõi tình hình chất lượng không khí trên trang thông tin điện tử của bộ tài nguyên và môi trường sở tài nguyên và môi trường các tỉnh thành phố để thực hiện các biện pháp dự phòng bảo vệ sức khỏe phù hợp khi ra khỏi nhà thường xuyên đeo khẩu trang đảm bảo chất lượng và đeo khẩu trang đúng quy cách thường xuyên vệ sinh phòng ở và nhà cửa, dọn dẹp thông thoáng môi trường sống, nên sử dụng khẩu trang, kính bảo vệ mắt khi làm vệ sinh, dọn dẹp nếu có nhiều bụi hoặc không khí bị ô nhiễm từ mức kém đến mức nguy hại. Hạn chế sử dụng hoặc thay thế sử dụng bếp than tổ ong, củi, đốt rơm, dạ bằng bếp điện, bếp từ hoặc bếp ga. Thông tin vừa rồi cũng khép lại bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.